Phần thịt vịt thì đã chín rồi nha các bạn. Mình đã bỏ cái cây que vô trong này mà không có thấy nó ra nước hồng. À, đã chín rồi. Thôi mình sẽ vớt ra nha. À, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Rất là ngon. Wow. Vớt ra cái thau này để chặt làm dĩa gỏi rồi xắt thịt vịt lên trên mình ăn với bún măng vịt. Mình sẽ xả nước, mình rửa thịt vịt trước, sau đó mình sẽ dùng gừng với muối. Mình sẽ rửa cái da này sau ha. Các bạn ơi, sau khi vịt mình đã rửa sơ bằng nước lạnh cho nó sạch những cái máu của con vịt rồi, bây giờ mình sẽ dùng một ít gừng như thế này để mình bỏ vô máy, mình xay chung với khoảng 3-4 muỗng canh muối gì đó để mình bỏ lên cái da con vịt, và một ít đường phèn nữa nha các bạn. Mình sẽ bỏ lên da con vịt để mình để chừng hơn nửa tiếng, sau đó mình đã rửa thì thịt vịt luộc lên ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ bỏ gừng vô, bỏ chút xíu khoảng cái nắp này nè các bạn ha, khoảng 4-5 nắp muối này ha. Bây giờ muối với gừng mình đã xay xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ chà vào trong da của con vịt, sau đó mình sẽ ướp cái vịt này khoảng nửa tiếng rồi mình mới luộc nha các bạn. Mình cho khoảng 3 cục đường phèn vô trong này để cho đường phèn này nó tan ra với cái vịt này, mình ngâm hơn nửa tiếng nha. Tùy theo các bạn ngâm nửa tiếng hay một tiếng gì cũng được. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng để mình làm gỏi vịt. Thì lúc mình rang đậu phộng á, mình cho vô trong này một chút xíu nước thôi nha các bạn. Khoảng 1/4 muỗng canh nước. Rồi mình cho vô trong này khoảng 1/4 muỗng cà phê muối để cho cái đậu phộng của mình nó ngon ha. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ hầm cái xương gà này lên để mình lấy nước súp. Rồi mình nấu chung với vịt á, thì cái xương gà này nó rất hợp với bún măng vịt nha. Mình rửa sơ đi rồi mình hầm mình lấy nước thôi, rồi mình rớt vớt bọt thôi nha các bạn, chứ không cần luộc mà đổ nước nha. Mình bỏ xương ức gà lên mình hầm để mình lấy cái nước súp. Mình nấu chung với bún măng vịt á thì rất là ngon. Thì mình hầm ha, trong cái lúc mà hầm nước đang sôi thì mình sẽ đi lấy hành tím và hành tây và gừng mình nướng, mình sẽ bỏ vô nồi nước súp này nha các bạn. Bây giờ mình lấy cái đinh hương này các bạn, đinh hương mà mình dùng để nấu bún hay nấu phở gì đó, mình lấy ít thôi nha các bạn. Đó, khoảng 1 teaspoon thôi ha, khoảng 1 teaspoon đinh hương, chừng này thôi, khoảng 1 muỗng canh đinh hương nha các bạn. Mình sẽ rang lên để cho nó thơm, thiệt là thơm. Rồi mình sẽ nấu bún măng vịt. Mình rang chừng khoảng 2 phút cho cái đinh hương này nó thơm lên là ok nha các bạn. Bây giờ đã thơm rồi ha. Mình sẽ đi tách đôi gừng, tách đôi hành tây ra nha các bạn, để mình nướng cho nó nhanh nha. Đó. Mình nướng hai mặt, sau đó mình sẽ rửa sơ những cái đen đen này ha. Rửa sơ đi thì mình nấu cái nồi nước của mình nó không có bị đục. Này mình nướng vài tép tỏi luôn nha các bạn. Mấy tép thôi, khoảng 2, 4, 6, 8, khoảng 7, 8 tép tỏi là ok thôi. Mình đang nướng nha các bạn. Đó, mình nướng bên này nó hơi có mùi thơm thơm, thế mình trở qua bên này mình nướng thêm khoảng 2-3 phút nữa là ok ha. Đừng có nướng cháy đen là được, miễn sao cái hành này nó chín ở trên cái bếp này. Hành tây, hành tím, rồi hành lá, gừng, tỏi mình đã nướng xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô nước mình rửa nha các bạn. Mình rửa cho nó sạch cái nước màu đen đen. Sau đó thì mình bỏ vô nồi nước súp mình hầm với con vịt nha. Rồi mình bỏ vô trong nước, mình cạo hết cái phần đen này đi nha các bạn. Đó, mình rửa cho sạch thì sạch rồi, mình đã bỏ vô trong nồi súp mình hầm chung với vịt nha. Nó rất là thơm. Mình không nướng thì cái vị của hành, vị của gừng nó không có tăng hương vị lên. Nước súp gà thì đã ra trong nước rồi ha.
nước súp gà thì mình hầm đã ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần gừng nướng nè, hành lá nướng, rồi hành tím nướng, hành tây nướng, mình bỏ vô trong cái nồi nước súp này để mình luộc ba con vịt. Đây, ba con vịt của mình đây. Đây ha. Ba con vịt mình để đây, hồi nãy mình đã ngâm đường phèn với muối với gừng rồi đó. Rồi, mình đổ cái gia vị này vô ha. Rất là thơm. Thơm lắm luôn á các bạn. Rồi. Như mình nói với các bạn, xương gà mình đã hầm ra nước súp rất là ngọt rồi. Bây giờ mình sẽ cho vịt vô. Đây các bạn. Ha ha. Kiểm tra lại xem. Đó, rất là ngon đó. Nêm đinh hương vô trong này luôn ha. Chút xíu nữa luộc lên cái thịt vịt của mình nó thấm, nó rất là ngon. Đường phèn thì lúc nãy mình cũng có ngâm rửa con vịt rồi, khoảng ít thôi, nó không có thấm vô con vịt bao nhiêu, mà nó chỉ làm cho thịt vịt nó thơm mà cái da của nó ngon nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ chừng này khoảng 2 muỗng canh đường phèn nha các bạn. Khoảng 2 muỗng canh đường phèn đó, thì bỏ vô đây luôn ha. Rồi, chút xíu nữa mình luộc thịt vịt mình canh nha các bạn. Trên dưới nửa tiếng. Đó các bạn ơi, nước đã sôi rồi ha. Bây giờ mình sẽ đổ măng vô. Măng nè. Đó. Wow. Trộn khoảng 2 phút thôi. Sôi lại là mình vớt măng ra là vừa nha các bạn. Mình trộn mình cũng không có bỏ gì vô hết, không bỏ muối, không bỏ gia vị gì hết, tại mình trộn cho nó sạch thôi. Chút xíu nữa mình sẽ ướp và xào măng sau nha các bạn. Măng của mình đã luộc khoảng 2-3 phút hết các bạn, có sôi lên. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Đó, bây giờ mình sẽ xay hành. Mình xay hành tím, rồi hành lá, rồi tỏi để mình phi dầu xào cho món. Tre này nãy mình đã luộc qua nước sôi, sôi lên khoảng 2 phút mình vớt ra. Mình xé sợi như thế này ha. Tùy các bạn thích ăn sợi như thế nào thì các bạn xé như thế đó nha. Thì bây giờ mình sẽ ướp ở trong này là tỏi, hành tím, rồi hành lá nha các bạn. Không có hành tây trong này. Thì mình sẽ ướp một nửa cái này vô trong này ha. Đó, khoảng 4 muỗng canh hành tím, tỏi, hành lá. Ướp rồi mình trộn đều. Bây giờ thì mình sẽ ướp cái phần măng này nha các bạn. Thì khi mình nấu bún măng vịt á, mình sẽ mua cái phần măng khô á, mình nấu sẽ ngon hơn là cái măng như thế này. Nhưng mà do mình tìm không ra măng khô thì mình nấu măng này ăn cũng ok, cũng ngon. Mà đặc biệt thì cái mùi măng khô nó tuyệt vời hơn nha. Đó, mình dùng 5 muỗng canh nước mắm cho cái phần măng này. Thì măng khô nếu mà các bạn mua thì các bạn ngâm nước qua đêm đi, rồi mình luộc lên, rồi mình rửa đi, rồi mình xé sợi, mình cũng ướp giống như vậy nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho thêm nửa muỗng canh xì dầu. Xì dầu cái hiệu này rất là ngon nha các bạn. Đó, ướp xào nấu gì cái hiệu này cũng ngon hết. Thì bây giờ mình cho thêm khoảng 1 muỗng rưỡi bột nêm. Muỗng này là cái muỗng sau sau mà mình hay ăn phở đó. Thì tùy theo mỗi gia đình mà các bạn thích nêm nếm theo khẩu vị của các bạn thì các bạn nêm theo ý của các bạn ha. Thì mình gia đình của mình ăn quen thì mình nêm như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ nửa muỗng canh tiêu nữa. Đó, bỏ vô là trộn lên. Chưa gì đã nghe mùi thơm rồi. Thêm khoảng 1/2 muỗng canh đường cát vô nữa nha các bạn. Rồi, đã hoàn thành xong cái phần măng. Các bạn ơi, mình sẽ lấy cái phần mỡ của con vịt và một phần cổ đó các bạn. Mình bỏ lên ở trên này ha. Mình phi, mình xào để cho nó ra cái... Các bạn ơi, mình sẽ dùng cái phần mỡ vịt, mình không ướp gì hết nha các bạn. Mình lấy mình xào qua xào lại để cho nó ra, nó cháy lên, nó thơm cái phần mỡ vịt này để mình nấu bún măng vịt. Thì chút xíu nữa mình cũng cho dầu ăn vô trong này. Nhưng mà mình lấy như vậy để cho cái món bún măng vịt của mình nó thơm thôi.
Rồi nó thơm thôi, các bạn không thích ăn mỡ thì chút xíu các bạn vớt mỡ ra ha. Mà như vậy mình xào món măng của mình rất là ngon. Chút xíu nữa là nó cái phần thịt mà mỡ vịt này nó thơm. Rồi mình cứ xào tiếp tục để cho cái thành tóp mỡ hết nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái phần mỡ này mình nấu. Chút nữa mình sẽ cho vô ăn các bạn. Bây giờ mình đổ cái phần mỡ vịt này qua bên này nha các bạn. Cái nồi bên đó bự quá. Ở rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ vớt ra cái tô ha. Đây là phần mỡ vịt nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho vô trong này khoảng 3 muỗng canh dầu ô liu nữa ha. Đó, chừng đó là vừa rồi, thêm tí nữa đi ha. Khoảng 4 muỗng canh dầu ô liu đó. Mình sẽ bỏ sả vô ha. Trộn qua trộn lại. Sả thơm thơm lên chút xíu là mình bỏ hành lá, hành tím, rồi tỏi. Hồi nãy mình đã xay ra đó. Mình bỏ hết vô đây luôn. Đợt này là mình nấu mình không có phi hành tây nha các bạn. Món măng vịt này thì mình chỉ nướng hành tây thôi chứ mình không có phi hành tây. Thì mình trộn lên cho cái hành này nó vàng chút xíu. Thì mình sẽ cho 2 muỗng canh ớt bột. Ớt này là ớt không cay nha các bạn. Ớt này mình mua ở chợ Đại Hàn, chợ của người Hàn Quốc đó các bạn. Cái hiệu ớt đây mình rọi kỹ cho các bạn xem nha. Mua ở chợ S-Mart. Đó các bạn ơi, bây giờ cái sả rồi hành rồi tỏi đã phi vàng lên rồi. Bây giờ mình xào bỏ măng vô ha. Măng tre rất là thơm ngon. Mình đã trụng nước sôi, đã nấu sơ qua rồi. Đó, cái ớt bột này á, nãy mình đổ măng vô trong cái hành phi này nè mà mình quên đổ ớt. Bây giờ mình phải phi cái ớt này lên cho nó vàng, xong mình đổ chung với nồi măng cay luôn nha các bạn. Thì mình bỏ vô trong này một chút xíu hành, xíu tỏi, xíu sả ha. Mình sẽ bỏ 2 muỗng canh ớt bột. Đó, giờ là mình bỏ vô được rồi đó. 2 muỗng canh đầy như vậy là ok. Ớt này nó với dầu á, phi lên thì rất là thơm. Đó, chỉ cần thơm là mình đổ vô. Thì bình thường mình phi chung với cái sả, tỏi, ớt hồi nãy đó, hành đó. Nhưng mà mình quên thì mình phải phi riêng, mình đổ vô ha. Rồi đó. Mình sẽ kéo, đổ cái phần này vô ha. Ớt xào. Này cho nó ngon. Phần nào có nạc nạc thì mình lấy, còn cái xác mỡ này mình bỏ đi. Khoảng chưa tới 20 phút mình sẽ bỏ vô đây thử ha. Đó, xem đã chín chưa. Đó, nó còn đỏ các bạn ơi, cái màu nó còn rất là đỏ nè. Phần thịt vịt thì đã chín rồi nha các bạn. Mình đã bỏ cái cây que vô trong này mà không có thấy nó ra nước hồng. Đã chín rồi, thôi mình sẽ vớt ra nha. Đó, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Rất là ngon. Wow. Vớt ra cái thau này để chặt làm dĩa gỏi rồi xắt thịt vịt lên trên mình ăn với bún măng vịt. Rồi, bây giờ mình sẽ vớt tất cả những cái phần mình hầm ra nha các bạn. Mình bỏ vô đây ha. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần măng này vô nha. Đó, có một tay thôi. Nè, cầm có tay thôi. Giờ đổ vô nha, cẩn thận không thôi nó văng. Thơm quá các bạn. Mình sợ văng quá.
Wow, đã xong ha. Một tay mình cầm máy quay phim, một tay mình đỡ cái mai này vô. Rồi, cái này mình tráng tráng chút xíu nước lại. Nhìn cái nồi bún bỏ măng vô cái thấy hấp dẫn liền ha. Tại măng hồi nãy mình xào, mình có bỏ 2 muỗng canh ớt bột đó các bạn. Rồi gia vị sả hành, tỏi rất là ngon. Đó, sắp hoàn thành xong cái nồi bún măng tuyệt rồi. Nêm nếm lại là xong thôi. Bây giờ mình sẽ nặn chanh vô trong này. Mình trộn chút xíu gỏi thôi. Mình sẽ cho vô trong này một muỗng canh bột nêm nha các bạn. Muỗng canh với muỗng này, muỗng nhỏ thì 2 muỗng đó. Đây là cái đầu khuôn á. Sẽ bỏ vô trong gỏi này ha. Mình làm khoảng 2 muỗng canh đường. Gỏi cái gì nữa? Rồi. Thì mình các bạn nêm theo khẩu vị của các bạn thôi. Thì mình bỏ 3 muỗng canh bột nêm vô ha. Rồi mình nêm muối đó. Thì mình nêm khoảng muỗng canh muối ạ. Mình xem lại đã vừa miệng chưa. Lúc hồi nãy mình hầm nước súp á, mình có cho mấy cục đường phèn đó, khoảng 2 muỗng canh đường phèn rồi đó các bạn. Bây giờ mình nếm lại ha, mình xem thử cái vị đã vừa chưa thì mình cũng cho thêm chút xíu đường phèn vô thôi. Rồi, mình sẽ cho vô trong này. Đó, mình sẽ cho một cục đường phèn nhỏ nhỏ ha, cái dẹt thôi, cho vô trong này. Rồi mình sẽ nêm nước mắm nha các bạn. Mình nêm khoảng 3 muỗng canh nước mắm vô trong này. Rồi trộn lên lại ha, xem cái vị đã ngon chưa. Nêm một ít gốc hành trắng vô nữa là tắt bếp. Ăn thôi các bạn ơi, chan bún măng vịt ăn ha. Hấp dẫn chưa? Cái nước á. Hả? Ngon. Ngon hả? Thank you. Quá ngon. Quá ngon luôn hả? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.